Tranh luận không hồi kết về việc ô tô bật đèn khẩn cấp khi trời mưa. Không có quy định pháp luật về việc sử dụng đèn khẩn cấp mà chỉ có khuyến cáo của nhà sản xuất ô tô và các chuyên gia về lái xe an toàn nên những tranh luận xung quanh vấn đề này khó có hồi kết. Thành viên của một trong những diễn đàn ô tô lớn nhất Việt Nam đã chia sẻ một số hình ảnh tài xế bật đèn khẩn cấp, đèn hazard khi lái xe trong điều kiện thời tiết mưa lớn vào chiều ngày 11 tháng 8 trên đường Võ Chí Công hướng về Cầu Giấy, Hà Nội. Người này cho rằng việc ô tô bật đèn khẩn cấp như vậy là thiếu hiểu biết, có thể khiến người tham gia giao thông lúng túng, khó xử lý tình huống. Chia sẻ này lập tức thu hút rất đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng và tạo nên cuộc tranh cãi sôi nổi về cách sử dụng đèn khẩn cấp của ô tô. Trời mưa lớn như vậy, tầm quan sát của người đi ô tô và xe máy đều bị hạn chế. Việc ô tô bật đèn khẩn cấp giúp những người đi sau dễ dàng giữ khoảng cách với xe phía trước mà có gì sai đâu. Tài khoản Hoàng Sang bình luận. Phản bác lại, không ít ý kiến đồng tình với tác giả video cho rằng việc ô tô vừa đi vừa bật đèn khẩn cấp như vậy là chưa đúng nguyên tắc an toàn. Người phụ nữ có bộ râu dài nhất thế giới. Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness ngày 9 tháng 8 thông báo, Honeycutt, sống ở Michigan, Mỹ, là người phụ nữ sở hữu bộ râu dài nhất thế giới. Bộ râu dài 30cm được đo vào ngày 8 tháng 2 của cô Erin Honeycutt, 38 tuổi, đã vượt qua kỷ lục 25,5cm do bà Vivian Wheeler, 75 tuổi, cùng sống ở Mỹ nắm giữ. Theo Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness, Honeycutt có bộ râu dài vì bệnh buồng trứng đa nang, gây mất cân bằng nội tiết, dẫn đến bộ râu phát triển quá mức. Honeycutt bắt đầu mọc râu từ năm 13 tuổi, buộc cô phải sử dụng các biện pháp cạo râu, waxing, kem tẩy lông thường xuyên. Tôi từng cạo râu ít nhất 3 lần một ngày, cô kể. Honeycutt duy trì việc này suốt thời niên thiếu và trưởng thành, nhưng bắt đầu để râu trong thời gian Mỹ áp lệnh hạn chế ngăn Covid-19. Đó là thời điểm ai cũng đeo khẩu trang, khiến cô cảm thấy thoải mái khi để râu. Đeo khẩu trang cũng giúp tôi tự tin khi ra nơi công cộng, Honeycutt nói. Cô rất vui khi giành được kỷ lục thế giới cho thứ từng khiến mình luôn xấu hổ. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể đạt được mục tiêu gì đó để được ghi danh vào sách kỷ lục, Honeycutt nói. Được công nhận quả là cảm giác tốt đẹp. Xe ô tô đầu kéo nghiêng đổ trên quốc lộ 4B. Khoảng 15 giờ 10 phút ngày 11 tháng 8, xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc do anh Phí Ngọc Nghĩa, sinh năm 1975, trú tại xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình điều khiển. Đi đến đoạn đường cong tại km 63+600 quốc lộ 4B thì xe bị nghiêng đổ sang hộ lan bên phải đường. Hậu quả, xe ô tô đầu kéo bị hư hỏng. Rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ. Lực lượng cảnh sát giao thông và người dân rải trấu ở đoạn đường có dầu xe chảy xuống nhằm chống trơn trượt cho các phương tiện đi lại. Tại hiện trường, dầu máy của xe ô tô đầu kéo chảy xuống mặt đường gây trơn trượt. Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông đã khắc phục tạm thời bằng cách rải trấu ra mặt đường để thấm hút dầu chống trơn trượt. Đồng thời bố trí cọc tiêu, người hướng dẫn giao thông ở hai đầu nơi xảy ra sự việc, huy động xe cứu hộ đưa phương tiện ra khỏi hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho người tham gia giao thông. Hàng chục người căng băng rôn đòi nợ doanh nghiệp. Ông Nguyễn Cao Tính, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, làm việc ở phân xưởng nhà máy gạch Phong Niên thuộc công ty cổ phần Likogi từ năm 1994. Tháng 10 năm 2020, công ty cổ phần Likogi đơn phương chấm dứt hợp đồng với ông Tính, nhưng số tiền nợ lương từ năm 2019 đến năm 2020, trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp là 97 triệu đồng, công ty vẫn không chi trả. Theo danh sách do người lao động bị nợ lương lập ra, có 44 người của nhà máy gạch Phong Niên thuộc công ty Likogi bị nợ lương, bảo hiểm, trợ cấp với số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Trong đó, người bị nợ cao nhất là 180 triệu đồng, người thấp nhất là 1 triệu đồng. Ngày 9 tháng 8 vừa qua, hàng chục người kéo đến trụ sở công ty cổ phần Likogi Quảng Ngãi, Giang Văn Rôn yêu cầu đơn vị này trả tiền nợ lương, tiền trợ cấp thôi việc, tiền trợ cấp thất nghiệp, tiền bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản mà công ty này nợ từ năm 2019 đến nay. Ngay sau khi người dân kéo đến trụ sở vào ngày 9 tháng 8, lãnh đạo công ty cổ phần Likogi Quảng Ngãi cùng một số đơn vị chức năng có buổi đối thoại với người lao động. Tại buổi làm việc, ông Phùng Hải Phong, giám đốc công ty cổ phần Likogi Quảng Ngãi gửi lời xin lỗi đến người lao động và lý giải nguyên nhân dẫn đến nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, nợ ngân hàng, nợ thuế là do công ty đang gặp khó khăn. Công ty cố gắng hoàn thiện hồ sơ các công trình để thu hồi nợ về giải quyết bớt nợ, nhưng thủ tục hồ sơ bị vướng nên không thực hiện được việc trả nợ như đã hứa với người lao động. Trong tháng 9 năm 2023, sẽ xác nhận xong nợ lương và các công nợ có căn cứ rõ ràng, ông Phong cho hay. Bắt nhóm dùng dao tấn công làm 4 người trong quán karaoke bị thương.
Ngày 12 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự nhóm 7 người dùng dao tấn công khiến 4 người trong quán karaoke bị thương. Trước đó, khuya ngày 8 tháng 8, Trần Minh Sơn, 33 tuổi, chủ quán karaoke Vạn Phát thuộc quận Thốt Nốt, cùng bạn tổ chức nhậu tại quán. Đến khoảng 2 giờ ngày 9 tháng 8, Trà Văn Tình cùng 6 người gồm Thái Văn Dũng, Nguyễn Hoàng Khánh, Lê Vĩ Khang, Tống Quốc Thái, Nguyễn Thị Ngọc và Lê Nguyễn Ngọc Nhi, từ 16 đến 34 tuổi, đến quán karaoke Vạn Phát thuê phòng để nhậu. Không lâu sau, nhân viên phục vụ phản ánh lại với Sơn về việc bị nhóm Tình đánh. Sau đó, Dũng từ trong phòng karaoke bước ra ngoài để nói chuyện với Sơn và cả hai bên xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả. Lúc này, nhóm của Sơn gồm Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Văn Anh Kiệt, Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Tấn Duy nhào tới đánh nhóm người của Tình. Do đó, Tình lại lấy dao ra tấn công những người này gây thương tích. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu và hiện sức khỏe đã ổn định. Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã làm việc với những người liên quan, riêng Tình cùng Dũng, Ngọc và Ngọc Nhi đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khuya ngày 11 tháng 8, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt được 4 người này tại xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Hiện những người này đã được di lý về quận Thốt Nốt để phục vụ điều tra. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định. Theo dõi gái Tây đi xe giường nằm, dân mạng hết hồn khi cô gái cất giọng. Mới đây, một vị khách Tây đã đăng tải đoạn clip ngồi review đồ ăn trên xe giường nằm. Trên tay cô gái là chiếc bánh đồng xu hot trend có nhân phô mai Hàn Quốc vừa béo vừa thơm. Phô mai kéo sợi ngập miệng khiến cô gái vừa ăn vừa gật gù, trông rất ngon lành cho tới khi cô gái cất giọng nói oanh vàng của mình lên. Câu nói đã khiến cho dân mạng ngã ngửa bởi đoạn đầu video cứ ngỡ là người nước ngoài lần đầu đi xe giường nằm. Thì ra cô gái có giao diện là người nước ngoài nhưng hệ điều hành lại là người Việt, thậm chí giọng nói còn rất ngọt ngào, đậm chất miền Tây Nam Bộ. Được biết, cô nàng tên Mai là con lai Việt Mỹ, hiện đang là một người mẫu tự do. Cộng đồng mạng sau khi xem đi xem lại đoạn clip khoảng chừng 5 lần thì cũng cảm thấy khờ ngang rồi bật cười vì sự dễ thương của cô gái. Nhiều bình luận để lại bên dưới video như: mới đầu tôi lú tưởng bên nước ngoài cũng có xe giường nằm hả ta? Đang coi tưởng người nước ngoài tự nhiên hô 40.000 cái sóc ngang luôn. Cái giọng nghe thấy cưng ghê á. Yêu đương với thiếu nữ 19 tuổi, người đàn ông bị giết theo cách chỉ có trên phim. Ngày 27 tháng 7, thi thể của Murat Apapay, 57 tuổi, hiện đang làm phiên dịch tại Istanbul, được tìm thấy tại trục thông gió trong một căn hộ thuê tại thành phố. Theo cảnh sát, Murat Apapay, người từng trải qua thời thơ ấu ở Anh trước khi định cư tại Istanbul, đã kết bạn với một cô gái trẻ có tên là Muhterem Pesiki, 19 tuổi, tại khu vực Şirinevler của thành phố trước khi gặp mặt và tiến tới mối quan hệ yêu đương. Theo hình ảnh từ hệ thống camera an ninh, ông Apapay đến căn hộ thuê cùng bạn gái. Tuy nhiên, sự việc đã không diễn ra như ý muốn khi thêm ba người khác, bao gồm Shapi Jemi, Jogan Sarizudis và Pati Eginolu xuất hiện tại căn hộ. Nghi phạm thứ tư sau đó được xác định là Esen Bajak. Tất cả những người này đã bị cảnh sát xác định có liên quan đến vụ án. Sau khi biết Apapay cất tiền tại nơi ở, Bajak lên kế hoạch ăn cắp tài sản, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ của Pesili và bạn cô ấy là Demi. CNN Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, ngày 26 tháng 7, ngày thảm kịch xảy ra, Pesili gặp ông Apapay tại một căn hộ thuê và ngay sau đó Demi, Shalizidis và Eginulu cũng đến địa điểm đó. Tại đây, ông Apapay bị tấn công bằng cách đánh đập và trói cổ tay. Theo hồ sơ điều tra, ông đã bị tiêm chất độc khiến ông mất mạng. Tận dụng trục thông gió, nhóm đã ném thi thể của Apapay xuống và tiếp tục ăn cắp tiền và tài sản của ông. Hiện tại cảnh sát đang tiếp tục truy tìm các nghi phạm còn lại. Xác minh nhân thân các chân dài quảng cáo là tiếp viên hàng không để nâng giá bán dâm. Như đã đề cập, tối ngày 9 tháng 8, trinh sát ban chuyên án của Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an quận 1 bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang thực hiện mua bán dâm tại khách sạn trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Trong 4 chân dài, đã có 2 người là tiếp viên của một hãng hàng không, một người khai từng được đào tạo tiếp viên hàng không trong 1 tháng ở một hãng bay khác. Người còn lại là hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng với nghệ danh LMS. Cán bộ điều tra cho hay đang xác minh về nhân thân của các cô gái này để xác định sự thật khách quan trong vụ án, bởi những thông tin hiện nay có ảnh hưởng nhất định đến ngành nghề và một số hãng hàng không trong nước. Không loại trừ Mỹ Hạnh và các chân dài tự nhận là tiếp viên hàng không để nâng giá trong các cuộc mua bán dâm với đại gia. Như Mỹ Hạnh khai báo, giá đi khách là 27 triệu đồng trên một lần, hay qua đêm là 60 triệu đồng trên một đêm. Tú bà Mỹ Hạnh lấy tiền công môi giới là 7 triệu đồng trên một lần.
Bản thân Mỹ Hạnh trước đây cũng là tiếp viên hàng không, nhưng đã nghỉ từ đầu tháng 10 năm 2022 đến nay. Mỹ Hạnh thừa nhận cùng các cô gái lợi dụng mạng xã hội để xây dựng hình tượng hot girl, nữ tiếp viên hàng không sang chảnh, nhằm nâng cao giá trị bản thân cho cuộc vui với đại gia. Theo công an, trong quá trình hoạt động môi giới mại dâm, Võ Thị Mỹ Hạnh thu lợi bất chính khoảng 1 tỷ đồng. Tú bà Mỹ Hạnh và các chân dài khai về một số khách quen mua dâm là các đại gia ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu. Ngoài ra, tổ chức các chuyến xét tour cho các chân dài, đại gia với giá cao tùy thuộc vào địa điểm và độ hot của các cô gái. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang củng cố hồ sơ để khởi tố tú bà Võ Thị Mỹ Hạnh về tội môi giới mại dâm và xử lý hành chính các cô gái bán dâm, khách mua dâm. Ngăn chặn việc mua bán heo, vận chuyển qua đường biên giới. Hiện nay, do chênh lệch về giá cả thịt heo giữa Việt Nam và các nước láng giềng, dẫn đến hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép heo qua biên giới gia tăng. Theo đó, để chủ động ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép heo qua biên giới vào Việt Nam, qua địa bàn tỉnh Quảng Trị, góp phần ổn định giá heo đối với thị trường trong nước cũng như tránh tình trạng xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản gửi các sở, ngành, địa phương, yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép heo qua biên giới Việt-Lào. Lợn nhập khẩu không rõ nguồn gốc có thể cho ăn các sản phẩm cấm dùng trong chăn nuôi, không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, có nguy cơ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi trong nước và sức khỏe người dân. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các lực lượng chức năng tại địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở thu gom, giết mổ gia súc, nhất là tại các điểm tiếp giáp với biên giới. Trường hợp phát hiện heo nhập khẩu bất hợp pháp, phải phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy ngay, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo pháp luật quy định. Kè biển 80 tỷ đồng tan nát, sóng lớn đe dọa ngoạm nhà dân. Theo ghi nhận, đoạn bờ biển Tam Quan thuộc phường Tam Quan Bắc, thị xã Hòa Nhơn, Bình Định, dài hàng km bị sóng đánh tan nát, nhiều khối bê tông bị đứt gãy, sóng lôi ra biển, nằm ngổn ngang, một số đoạn vùi trong cát. Trong khi đó, tuyến đường đất dọc bờ biển cũng bị sóng đánh sập nhiều đoạn, có đoạn đất sạt lở vào gần nửa đường, đoạn tạo thành hàm ếch rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Được biết, công trình kè chống sói lở bờ biển Tam Quan do Ủy ban Nhân dân thị xã Hòa Nhơn làm chủ đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Lập, huyện Hoài Ân thi công. Theo hồ sơ, công trình này có tổng chiều dài gần 2,4 km, tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng, thi công trong 2 năm, từ 2015 đến 2017. Tuy nhiên, điều khiến dư luận bức xúc, công trình hoàn thành vào tháng 9 năm 2016, đến cuối năm 2016, một phần kè dài 250m mới đưa vào sử dụng bị sóng đánh sập. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phải bổ sung gần 10 tỷ đồng để sửa chữa. Đến trận bão cuối năm 2017 đã giật sập nhiều đoạn khác của công trình này và đến nay hư hỏng gần như toàn bộ. Theo ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn, đối với tình trạng sạt lở bờ biển Tam Quan, khu vực từ phường Tam Quan đến phường Hoài Hải dài khoảng 2-3 km, thị xã đã báo cáo đề xuất tỉnh xem xét đầu tư xây dựng kè biển Tam Quan. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũng có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.